Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Hoa Khôi Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của bà. Tuy nhiên, trên đường đến thì Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Do đó, ông Bùi Hữu Cường, quản lý của Nam Em, đến làm việc và trình bày về lý do Nam Em không thể đến làm việc theo giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bùi Hữu Cường cam kết khi Nam Em hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Trước đó, Nam Em nhiều lần livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chia sẻ một diễn viên thường xuyên sử dụng chất kích thích, đồng thời bật mí về một diễn viên từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới. Thông tin này gây những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp.